Hôm 6 tháng 6 vừa qua, fanpage Crush Mây Thái bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh trưởng môn nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt thi triển võ chuyên địa. Cùng với đó là chủ tịch mang hàm ý chế giễu, đây là cầu thủ võ công ngoài hành tinh, ông ấy nên trở về Việt Nam. Bài đăng ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng Thái Lan, phần đông ý kiến cho rằng võ công của trưởng môn nam Huỳnh Đạo chỉ là một trò lừa bịp. Những cú đấm của ông ta có thể ngưng động thời gian. Đúng, đây chỉ là thứ võ công của người ngoài hành tinh, người bình thường không thể làm được như vậy. Hay, tôi nghĩ ông ta nên sang Thái Lan để biết thế nào là võ thuật thật sự. Đây cũng không phải là lần đầu tiên võ chuyên điện của trưởng môn nam Huỳnh Đạo bị truyền thông quốc tế chế giễu. Trước đó, The Sohu từng dùng hình ảnh của võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt trong bài báo vạch trần những ngụy võ sư ở Trung Quốc.